Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể anh chị nha. Chào mừng toàn thể chị quay trở lại với kênh Thiên Định TV. Và hôm nay là buổi chiều ngày cuối tuần thứ bảy tại Vinhome Ocean Park 2 Hưng Yên. Hiện tại Thiên Định đang đi trên đường đại lộ San Hô và chuẩn bị đi qua cầu này, là cầu Sóng rồi chị này. Phía trước của chúng ta là cầu Sóng này. À đây thì định sẽ rẽ vào cái khu bên này một xíu thôi, xe sắp tới ngày 24 tháng 6 nha chị nha, là cái khu gọi là khu thương mại dịch vụ K Town đấy, là K đấy, chữ K Town đấy, là sẽ khai trương đấy. Khu này là khu thương mại dịch vụ thì chủ đầu tư cũng bán tương đối nhiều rồi đấy. Khu này nó giống như phong cách kiểu như là Nhật Bản, khu K Town anh chị nha. Đây là thương mại dịch vụ 50 năm. Khu này nói chung ở Vinhome Ocean Park 2 thì có khu K Town, còn ở Vinhome Ocean Park 3 thì có khu gọi là sông sông The Vin. Đây khu K Town đấy anh chị ạ. Nói chung là chủ đầu tư đã tạo tạo nên gọi là cái những cái điểm nhấn ở đây để cho gọi là nó tạo nên cái địa điểm nhấn để thu hút được khách hàng, thu hút được khách du lịch này, thu hút được mọi người tới với khu đô thị thì Thiên Định đánh giá là rất là đẹp của chị nha. Đây chúng ta có thể nhìn thấy là phong cách kiểu phong cách Nhật Bản. Ở đây thì hầu như là cũng chúng ta đi đây là chúng ta phải quay lại. Ở đây là hầu như là đây, ở đây là vườn hoa kiểu như là cái khu gọi là khu khu, khu trang trí đấy, còn bên kia là một dãy nhà khác nha chị nha. Với những cái thiết kế như này thì nó kiểu như nó trẻ trung và nó mang cái phong cách kiểu như là Trung Quốc ấy cô chị ạ, kiểu như nhà nhà kiểu như thiết kế theo cái kiểu phong cách Trung Quốc ấy. Trung Quốc và Nhật Bản. Thực ra là Thiên Định đánh giá với những cái khu như này thì phù hợp, rất phù hợp với kinh doanh. Đấy, giống như là đây là sau này sẽ trở thành một cái khu gọi là kinh doanh, nói chung là sẽ thiên về ẩm thực nhiều hơn đấy cô chị ạ, thiên về ẩm thực nhiều hơn. Bên này thì không gian cảnh quan thì để mà so sánh thì bên Grand Gua Hà Nội đẹp hơn đấy chị nhá. Các cái nhánh đường ở đây thì là nó cụt đường, đi bộ thì đi được còn đi xe, cho nên là những cái dãy này nó thiên về đi bộ đấy. Đây, chúng ta có thể thấy được là đi vào đây là phong cách này, phong cách Nhật Bản này đấy, chúng ta thấy không ạ? Như bên phải của chúng ta đây là lại shop house Vĩnh Viễn San Hô 1. Chính là sau này khi mà khai trương cái thằng K Town này thì cái bên San Hô 1 này sẽ rất giá trị này. Lúc đấy để giá nó lại sẽ tăng lên. Ở đây chúng ta có khu vườn hoa này, khu vui chơi này, kiểu như là chụp ảnh check in này, đây là một cái địa điểm này. Đấy, khuôn viên rất là đẹp nha chị nhá. Bên kia là cầu Đông Tây rồi. Cầu Đông Tây thì nó bắc qua cái đường vành đai 3.5 và nó nối thông giữa hai dự án là Vinhome Ocean Park 2 và Vinhome Ocean Park 3. Đây, địa điểm đây là bến xe buýt luôn này. Chúng ta nếu như chúng ta muốn đi sang Ocean Park 3 thì chúng ta thẳng lên trên và chúng ta sẽ trái là ra Ocean Park 3 luôn. Còn các cái dãy này là nó bị cụt đường. Đây như dãy này là bây giờ chúng ta đi vào là nó thông này. Đấy, dãy này là đi thông được này, lượn vòng thông này. Chúng ta thấy những cái ngôi nhà ở đây nó phong cách hay không cô như thế, phong cách Nhật Bản.
Hàn Quốc. Đây cái lối này chúng ta là cái lối mà chúng ta có thể là đi đi ra đường vành đai 3 để chúng ta đi sang khu Vinhome Ocean Park 3, ra khu The Vin đấy, The Vin là khu Grand Vua Hà Nội. Đây chúng ta đi thì chúng ta sẽ rẽ phải và chúng ta quay lại đấy bên kia. Hôm nay thì là cuối tuần ngày thứ bảy cho nên là sẽ rất là đông của chị nhá. Tí nữa thì mình sẽ qua cái khu bên vực bên đấy thì mình quay cho chị xem đấy. Còn bây giờ là Thiên Định đang muốn lượn quanh khu vực Cây Thao, chia sẻ những cái đấy, chỗ này chúng ta mà đi như này là nó cũng phải quay lại rồi. Đi chúng ta đi thẳng ra đây là không đi quay lại được Cây Thao rồi, mà chúng ta phải đi quay lại trở lại đây. Đấy, xe thì bây giờ xe rất là đông nha chị nhá. Kiểu như là Grand World Hà Nội bây giờ nó trở thành một cái địa điểm du lịch, nó đông đúc, cực kỳ đông đúc luôn. Đấy, chúng ta có thể thấy là hầu như là những cái xe du lịch ấy, những cái xe đưa đón đoàn đi tham quan du lịch ấy, rất là đông chị nhá, rất là đông. Đấy, đây này, chúng ta có thể thấy là những cái xe gọi là xe 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 lớn đấy này. Đấy, rồi đậu ở đây, rồi đậu dọc ở đường gọi là đại lộ bốn mùa. Gọi là dày đặc luôn. Nói chung là những cái ngày mà ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì nó rất là đông. Đặc biệt là vào tầm khoảng buổi tối thì bên chủ đầu tư sẽ triển khai bắn pháo hoa nữa. Đấy, bắn pháo hoa tầm cao luôn đấy ạ, bắn rất đẹp đấy, nhưng mà phải buổi tối tầm khoảng 9 giờ tối cơ nha em chị nhé. Đấy, cầu Đông Tây này nó bắc, tao gọi là bắc từ Vinhome Ocean Park 2 qua Vinhome Ocean Park 3 này. Đấy, nếu chúng ta đi qua thì chúng ta đi qua cầu, cầu cũng là một trong những cái địa điểm mà check in cũng chụp ảnh rất là đông. Đấy, đây là dưới cầu thế này các chị này. Đây, dưới cầu đây các chị nhé, dưới cầu mọi người tụ tập là đã rất là đông rồi. Cái thời điểm sắp tới đây này là đúng mùa du lịch đấy, mùa hè thì nó sẽ thu hút còn nhiều khách nữa các chị nhá, nhiều khách nữa. Bây giờ Thiên Định vẫn đang thấy được là cái lượng khách nó đã đông rồi nhưng mà sắp tới còn đông nữa. Đúng là Vin đi đến đâu thì cái khu vực đấy nó trở nên nhộn nhịp, đông đúc nhộn nhịp đến đấy. Chủ đầu tư phải nói là rất là bài bản và giỏi, quá là tuyệt vời anh chị ạ, phải nói tuyệt vời. Làm đổi thay bộ mặt của đấy, khu đô thị, đổi thay bộ mặt của cư dân xung quanh đây, làm cho gọi là Văn Giang càng ngày càng phát triển. Đấy, hầu như từ Hà Nội bây giờ phải về Văn Giang đi chơi, chúng ta thấy có thể thấy được ra là chủ đầu tư là làm truyền thông bài bản đến mức cỡ như nào rồi. Đây, ở đây là giao lộ giữa giữa hai dự án này này các chị này, mà chúng ta có thể đi ô tô kết nối giữa hai này, trục đường đại lộ San Hô và đại lộ bốn mùa này. Đấy. Đi chỗ này thì xe cộ rất là tấp nập cho nên chúng ta phải đi từ từ. Đây, trục này là cái trục thông giữa hai dự án mà. Đấy, Thiên Định sẽ đi một vòng ở đây nữa cho anh chị chúng ta ngắm được cái trục đường này. Đây, chúng ta có thể thấy bên trái thì là phong cách kiểu như là sơn rất là nhiều màu, xanh, vàng, đỏ, tím. Đấy, anh chị nhiều. Còn bên phải đây là phong cách theo cái kiểu như phong cách Nhật Bản, phong cách Hàn Quốc ấy. Nhật Bản, Hàn Quốc, kể cả Trung Quốc nữa cơ. Nó hơi hướng kiểu như là đấy, chúng ta có thể thấy
Nhưng mà đây là những, đều là những dọc hai cái bên đường này này thì đều là những cái sản phẩm 50 năm nha chị nhá. 50 năm shop house thương mại dịch vụ 50 năm. Đấy, chúng ta thấy gọi là rất là đông đúc luôn. Sắp tới ngày 26 tháng 4 nha chị nhá. Coi như là bây giờ đang là 30 tháng 3 thì loanh quanh đâu đó tầm khoảng gần 1 tháng nữa sẽ là khai trương cái K-Town. Đấy chúng ta thấy không ạ? Đây người đông này. Đấy, chị ngồi ở chân cầu để check in thôi, chị nhìn không? Lúc là rất là đông đúc và sầm uất. Ngày mai chủ nhật lại còn đông nữa. Hôm nay thì bây giờ mới có hơn 4 giờ thôi nha chị nhá. Bây giờ mới có hơn 4 giờ chiều thôi. Cái tầm khoảng 5 giờ, 6 giờ. Và đặc biệt là buổi tối tầm khoảng 8, 9 giờ vẫn đông. Tại vì mọi người còn chờ xem pháo hoa nữa cơ. Đấy, đây. Khu này khác không, bây giờ cũng khác thì khu bến xe luôn rồi chị ạ. Đấy, đây là cái các cái tour du lịch nha chị này. Bây giờ đã có tour kiểu tour du lịch dẫn đoàn đi du lịch ấy. Thực ra mình cũng rất là may mắn khi được làm bán hàng tại những cái khu đô thị của Vingroup. Đấy, mình chẳng phải đi đâu du lịch cả đúng không? mình được ở ngay tại cái khu mà mọi người, tất cả mọi người đều đang phải tới đây du lịch và ở rất là xa. Nhưng mà mình rất là may mắn khi mình lại là người ngày nào cũng được ngắm cảnh rồi chụp ảnh, thế thích làm gì thì làm. Là một khu nó đẹp như này đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Không còn gì hay hơn. Đấy. Coi như là vừa đi làm lại vừa đi du lịch ấy cô chị. Vừa đi làm mà vừa đi kiểu như vừa đi làm vừa đi chơi cũng được đúng không? Thích làm gì thì làm. Đấy, rất là tuyệt vời. Một cái môi trường làm việc của dân bất động sản khá là lý tưởng rồi chị ạ. Đấy. Chỉ nhưng phải chủ yếu là phải bán được hàng cơ, chứ không bán được hàng là cũng nhăn mặt ngay. Ok, video này thì định xin kết thúc tại đây nha. Khu cây thao này khi mà khai trương ấy, nó sẽ là một trong những cái yếu tố sẽ làm cho cái phân khu san hô trở nên đông đúc và tấp nập hơn, cũng như là các cái shop house tại phân khu san hô nó cũng sẽ gọi là có hiệu ứng hơn. Đấy, đây cái trục này chúng ta sẽ chạy thẳng vào biển hồ đây này. Sắp tới thì bên Master Drive người ta sẽ thi công mấy cái tòa chung cư ngay sát ở bên này luôn, đúng không chị nhá. Thì khi mà thi công ấy, thì Thiên Định chia sẻ là sắp tới thì những cái dãy mà san hô như gần đây này, như san hô 1 này, san hô 2, san hô 3 này, rồi san hô 4 này, là những cái dãy sẽ được hưởng lợi nhiều. Đấy, tại vì nó gần với khu cây thao là một, thứ hai là nó cũng gần mấy đầu có dự án đi vào để đi vào biển hồ. Đây bên trái là cái khu của là khu cao tầng này của Master Drive này của chị này. Đấy, bên trái này nhá, cụ đang quay bạt này nhá, là cái khu cao tầng của Master Drive. Đây bên phải là san hô 2 này, đây những cái dãy mà san hô 2 này, san hô 3 này. Đấy, là những cái dãy trong san hô 2 là đầu kia là vườn hoa luôn. Đấy, cũng rất là đẹp nha chị nhá. Nếu mà chúng ta có thể lựa chọn mua cho mình những cái căn ở đây thì Thiên Định nghĩ rằng là cái cơ hội đầu tư nó tăng giá cũng sẽ là cao. Đây, bên trái là biển hồ tạo sóng rồi nha chị nhá. Đấy, còn bên phải đây là san hô 4 này. San hô 4 là cái trục đường shop house rồi. Đấy. Đấy, thì mình sẽ đi vào san hô 2 và san hô 3 cho anh chị xem. San hô 3 thì cũng đẹp, san hô 3 thì đầu kia ra vườn hoa cũng gần. Đấy. Nhưng mà san hô 2 là sẽ là đẹp nhất này, san hô 2 sẽ đi ra trung tâm của vườn hoa này. Đấy. Còn san hô 1 thì bên kia đối diện nhìn sang bên bên ấy rồi, đối diện nhìn sang bên cây thao rồi. Đây. Cái trục này là trục san hô 2 nhá. San hô 2 này thì là diện tích của cỡ san hô 2 thì là có 63 mét thôi. Đấy, liền kề 63 mét.
đi thẳng ra trục gọi là trung tâm của vườn hoa. Vườn hoa này cũng là vườn hoa rất là lớn của chị nha, vườn hoa rất là lớn. Cái khu vườn hoa này thì nó phục vụ cho cư dân xung quanh đây thì là cũng đầy đủ tất cả những cái tiện ích nha chị nha, đầy đủ tất cả những cái tiện ích, cũng không thiếu thứ gì luôn. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Vườn hoa này rất là rộng nha. Rất là rộng, rộng mênh mông luôn. Khu cầu trượt rồi cái các khu BBQ, vườn nướng cũng rộng. Đấy, kết hợp rất nhiều các cái tiện ích đi kèm. Đấy, bãi đậu xe thì ngay ở đây luôn nha chị nha. Trong đây có cụm cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ. À hình như là đúng rồi, Thiên Định Nhớ không nhầm mình, như là cái vườn hoa này là Thiên Định Nhớ không nhầm mình, như là không có bể bơi. Đấy, không có bể bơi nha chị nhá. Đấy, ở đây có một số cụm nhưng mà như cụm vườn hoa này nó rất là rộng, rộng nhưng mà lại không có bể bơi nha. Ok, Thiên Định xin chân thành cảm ơn rồi chị đã theo dõi video. Đấy, cái phong cách thể thao ấy, sản phẩm thương mại dịch vụ 50 năm của chủ đầu tư rất là đẹp. Diện tích xây dựng cũng rất là lớn. Khu này cũng đã bán được, chủ đầu tư bán rất nhiều rồi chị nhá. Ok. Thế thì xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chuyện trong video tiếp theo nha. Thế thì xin chào.